Sáng 1 tháng 8, ngày đầu hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng ETC chính thức đi vào vận hành trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Theo ghi nhận, tại trạm thu phí Túy Loan km 4 đã xảy ra ùn tắc cục bộ do hệ thống gặp lỗi khiến không nhận diện được thẻ dán trên xe. Tài xế Trần Lê Minh Vũ cho biết anh thường hay đi qua trạm này và đã dán thẻ được khoảng 10 ngày. Đến hôm nay kiểm tra thẻ vẫn còn 1 triệu đồng nhưng máy vẫn không thể nhận diện được. Cũng do lỗi hệ thống mà trong cùng một làn, máy quét lại nhận diện phương tiện đi sau và tính phí cho xe đi trước. Trong trường hợp này, nhân viên của trạm đành phải làm thủ công chụp lại biển số xe và trừ tiền sau. Mặt khác, nhiều phương tiện không thể qua trạm ở làn thu phí ETC do chưa đăng ký tài khoản, chưa nạp tiền vào app VETC thì bắt buộc phải quay đầu xe để được hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ đăng ký tài khoản và nạp tiền vào app. Thiếu tá Lê Xuân Thưởng, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong sáng nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông vẫn chưa áp dụng xử phạt như quy định, chủ yếu tập trung hướng dẫn tuyên truyền để tài xế tiếp cận quy định mới.